Xin chào các bạn, rất vui được chào đón các bạn đã quay trở lại với kênh Kiến thức Tử Vi ngày mới hôm nay. Lời đầu tiên thì thay mặt Kiến thức Tử Vi chúng tôi gửi tới các bạn những lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất. Cảm ơn các quý anh chị và các bạn đã ủng hộ và cùng đồng hành với Kiến thức Tử Vi chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Quý anh chị và các bạn thân mến, trong ngày hôm nay thì Kiến thức Tử Vi chúng tôi sẽ chia sẻ đến quý anh chị và các bạn một video mới nhất và nóng nhất có nội dung như sau: tử vi về nhân tướng học, về xem vận mệnh và tài lộc của một người qua ngày tháng năm sinh. Đây là những ngày tháng sinh phú quý, với những con giáp nào mà sinh vào những giờ sinh này thì đảm bảo cả đời không bao giờ lo đến chuyện cơm áo và gạo tiền, sự nghiệp cực phát trong giai đoạn trung niên. Và các bạn thân mến, để muốn biết được đó là những ngày sinh phú quý nào và những con giáp nào là số may mắn được sinh vào những giờ này, thì sau đây xin mời các quý anh chị và các bạn hãy cùng Kiến thức Tử Vi chúng tôi đi tìm hiểu chi tiết của nội dung bài viết dưới đây trong ngày hôm nay. Đây là những ngày sinh phú quý của những con giáp. Sau đây, nếu như những con giáp này mà sinh vào những giờ này thì đảm bảo cả đời không bao giờ thiếu tiền tiêu. Vì khi xem bói ngày sinh thì người ta nhận ra rằng có 5 con giáp sau đây mà sinh vào giờ này thì sẽ được hưởng phúc lộc, tiền tiêu cả đời không hết. Dù là tuổi trẻ chưa phát tài nhưng về già ắt sẽ có nhiều của ăn và của để. Với thời điểm sinh khác nhau khiến cho mỗi người đã có một số mệnh khác nhau. Đó chính là nguyên nhân có những người trời sinh đã nhiều phúc khí và nhiều tài lộc. Có những người lại phải làm ăn vất vả, lận đận cả đời nhưng vẫn không đủ ăn. Và dựa vào xem bói giờ sinh thì chúng ta hãy thử cùng Kiến thức Tử Vi chúng tôi nghiên cứu về tốt những con giáp sau đây sinh vào giờ nào thì đảm bảo quả đời không lo đến chuyện cơm áo và gạo tiền và phúc khí đầy nhà nhé. Về thứ nhất là đối với người tuổi Dậu, sinh vào từ lúc 3 giờ đến 4 giờ 59 phút sáng. Đối với người tuổi Dậu mà sinh vào giờ Dần từ 3 giờ đến 4 giờ 59 phút sáng là một trong những người có mệnh phú quý. Họ là người có ngoại hình ưa nhìn, là người đáng tin cậy và xác định được mục đích sống, đó là điều mà mình muốn theo đuổi một cách rõ ràng. Ngoài ra thì theo tử vi cho thấy với người sinh vào giờ này còn là người có tính trung hậu, thật thà, vẻ ngoài thì cứng cỏi nhưng trong lòng là người nhạy cảm. Tính cách của họ có những điểm độc đáo riêng, họ có cái nhìn rất riêng về sự việc và hiện tại hoặc là gặp trong cuộc sống. Với những trong năm đầu lập nghiệp, có thể về tài vận của họ không quá mức hanh thông, thế nhưng chỉ cần đến tuổi trung niên thì họ sẽ có nhiều thay đổi, bởi lúc này họ luôn có quý nhân bên cạnh, vì vậy sự nghiệp của họ sẽ phất lên như diều gặp gió. Về thứ hai là đối với người tuổi Hợi mà sinh vào lúc 7 giờ đến 8 giờ 59 phút sáng. Về theo tử vi của 12 con giáp chỉ ra rằng đối với người tuổi Hợi mà sinh vào giờ Thìn, tức là lúc 7 giờ đến 8 giờ 59 phút sáng, đó là người rất thông minh và rất lanh lợi. Người này có ý chí kiên cường, cả đời hạnh phúc và vinh quang. Theo căn cứ vào xem bói giờ sinh thì họ chính là một trong những người trời sinh đã có số mệnh tốt, không bao giờ phải lo đến chuyện cơm áo và gạo tiền. Ngoài ra còn có thể làm ăn rất lớn, hoặc người này sẽ có một chức vụ cao, đem lại tướng thơm, đem lại tiếng thơm cho cả gia đình và dòng họ. Về thứ ba là đối với người tuổi Thìn, một người tuổi Thìn mà sinh vào lúc từ 7 giờ đến 8 giờ 59 phút sáng. Về trong xem bói giờ sinh cho biết đối với người tuổi Thìn mà sinh vào giờ Thìn, tức là 7 giờ đến 8 giờ 59 phút sáng, là người sinh vào giờ này thì được hưởng trọn phúc khí của 12 con giáp. Họ là một trong những người có khả năng thích nghi rất tốt trong cuộc sống, luôn có động lực mạnh mẽ, làm việc gì cũng thành công như mong đợi. Vốn có bằng cấp cao, sự nghiệp phát triển thuận buồm xuôi gió, lại nhờ luôn có quý nhân bên cạnh tương trợ, nên trong gia đình của họ
Có cha mẹ ủng hộ giúp đỡ nên cả đời của họ luôn phẳng lặng, không gặp nhiều trắc trở. Vì con giáp này là người có tính cách rất dễ chịu nên cả những người bình dân và những người có chức tước đều thích kết giao với họ. Với người tuổi Thìn mà sinh vào giờ này là người có tiềm lực vô hạn, tiền đồ sáng lạn, tương lai là người vừa có tiền lại vừa có quyền, không phải quan to thì cũng là người cực kỳ thành đạt trong cuộc sống. Và các bạn thân mến, về thứ tư là đối với người tuổi thân mà sinh vào lúc từ 3 giờ đến 4 giờ 50 phút chiều. Về theo xem bói giờ sinh của 12 con giáp chỉ ra rằng, đối với người tuổi thân mà sinh vào lúc 3 đến 4 giờ 59 phút chiều, tức là giờ thân, đây là người có tính cách hoạt động, năng động, hoạt bát và thông minh. Cả đời của người này không lo về cơm áo gạo tiền, luôn hưởng phúc khí trời ban. Họ thường xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp với người phú quý nhất, có thể sống hòa hợp với gia đình cùng dòng họ trong một sự nghiệp và nhận được sự giúp đỡ, chỉ đạo của người tài giỏi. Từ đó nhất định họ có thể càng tiến càng xa hơn trên con đường sự nghiệp. Và các bạn thân mến, về thứ năm là đối với người tuổi Tuất mà sinh vào từ lúc 7 giờ đến 8 giờ 59 phút tối. Người tuổi Tuất mà sinh vào giờ Tuất, tức là 7 giờ đến 8 giờ 59 phút tối, là người có đầu óc linh hoạt, là người học sâu hiểu rộng, trời sinh đã có khả năng nỗ lực phấn đấu hơn người. Nhờ vào sự cố gắng không ngừng nghỉ ấy mà họ sẽ đạt được những thành tựu lớn lao trên sự nghiệp. Sự nghiệp phát triển cũng khiến cho tài phú luôn ở bên cạnh, cả đời tiêu xài sẽ không hết. Ngoài ra, trong xem bói ngày sinh cũng cho thấy họ là người còn xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh, vì vậy không bao giờ vướng vào chuyện thị phi hay là bị tiểu nhân hãm hại trong cuộc sống. Và các bạn thân mến, dưới đây là phần 2 của nội dung bài viết trong ngày hôm nay về bói giờ sinh với người có cuộc sống giàu sang và phú quý. Với một số mệnh của từng người không chỉ phụ thuộc vào ngày tháng năm sinh mà giờ sinh nó cũng ảnh hưởng, và đặc biệt là cuộc sống phú quý hay nghèo hèn. Về trong cuộc sống này, với mức độ giàu có của mỗi người không chỉ liên quan đến nỗ lực của cá nhân mà một phần nó còn dựa vào thời khắc mà họ được sinh ra. Với từng thời khắc nhất định trong một ngày thì con người sẽ được ban phước lành, may mắn và có số mệnh của họ đã sắp đặt tương ứng với sự sắp đặt của trời đất. Và theo tử vi học cho rằng đây là những thời khắc hoàng kim nhất ở trong ngày. Nếu như ai mà sinh vào khoảng thời gian này thì xác định cuộc sống của họ phú quý giàu sang, không những thế còn luôn được quý nhân đi theo giúp đỡ phù trợ cả đời. Về thứ nhất là đối với những ai mà sinh vào giờ Thìn, tức là 7 giờ đến 9 giờ sáng. Về trong xem bói giờ sinh thì đây được xem là giờ khắc đẹp nhất và tràn đầy sức sống nhất trong ngày. Khoảng cách từ 7 giờ đến 9 giờ sáng là lúc bình minh đứng bóng, vạn vật muôn loài đều được nạp đầy năng lượng để chuẩn bị cho ngày mới tươi đẹp nhất. Với những người sinh vào khoảng thời gian này thường là người có tính tình lạc quan, yêu đời. Hơn nữa, họ là người mạnh mẽ ý chí, có thừa khả năng thích nghi với cuộc sống và áp lực. Nếu ai sinh đúng vào thời gian này thì xác định được Thượng Đế ban nhiều phước lành và ân sủng. Họ không chỉ đem đến may mắn cho bản thân mình mà còn đem đến hạnh phúc và phúc khí cho cả gia đình. Đây là giờ sinh hưởng chọn phúc khí, đặc biệt với những con giáp như con giáp tuổi Tỵ, tuổi Tý hay tuổi Tuất, nếu sinh vào thời gian này đều có cuộc sống an nhàn và sung túc. Thứ hai là đối với người nào mà sinh vào giờ Tý, tức là lúc 23 giờ đêm đến 1 giờ sáng. Giờ Tý là thời khắc thuộc về nước, với những dòng nước nửa đêm thường trong vắt và rất nhẹ nhàng. Đa số những người sinh vào khoảng thời gian này đều là người có tính khí nhẹ nhàng, đơn giản nhưng lại thấu đáo. Họ không chỉ tài năng thông minh mà còn rất khiêm tốn và luôn biết suy nghĩ. Họ biết trân trọng cuộc sống của chính bản thân mình. Bất kể là sinh ra trong gia đình giàu có hay nghèo khổ, họ luôn giữ vững vàng một lòng tự trọng của mình, luôn giang tay bảo vệ, che chở cho những người yếu thế hơn mình. Họ đến tuổi trưởng thành thì những người này luôn có khả năng tích lũy của cải rất tốt, rất dễ dàng tạo ra những cơ hội đồ sộ và quý báu, đặc biệt với những người thuộc
những con giáp như người tuổi Sửu hoặc người tuổi Thân hoặc người tuổi Thìn nếu sinh vào thời gian này sẽ được trời Phật ban nhiều phúc khí giúp cho họ luôn may mắn trong công việc, hôn nhân và cuộc sống. Về thứ ba là đối với những ai mà sinh vào giờ Dậu, tức là sinh vào từ lúc 17 giờ chiều đến 19 giờ tối. Về trong xem bói giờ sinh thì giờ Dậu được xem là giờ nó giao thoa thời điểm giữa ban ngày và ban đêm. Đây cũng là thời điểm hoàng hôn rất đẹp, nhất là vào những người sinh vào thời gian này sẽ gặp nhiều may mắn về phước lành. Đa số họ đều là những người xuất thân giàu có, gia đình danh gia vọng tộc. Điều đặc biệt hơn là họ có một trái tim ấm áp, luôn biết che chở cho người khác. Trong quá trình lớn lên và cuộc sống, những người này luôn khiến cho người khác phải ghen tị, nhưng họ không vì thế mà cao ngạo hoặc ngạo mạn. Ngược lại, họ rất biết quý trọng giá trị cuộc sống như những người khác và biết quản lý tài chính của mình làm sao cho hợp lý. Về thứ tư là đối với những ai mà sinh vào giờ Tuất, tức là từ lúc 19 giờ đến 21 giờ, vốn trong ngũ hành thổ hỏa tương sinh tương vượng nên người mà sinh vào giờ Tuất thì luôn sôi sục nhiệt huyết, làm việc năng nổ, chí tiến thủ cao, luôn ôm mộng rất cao. Trên thực tế thì tuýp người này mà sinh vào giờ này là rất giàu, nhất là người tuổi Dần và người tuổi Hợi. Họ là người có tính trung thực, có tầm nhìn xa trông rộng, có mối quan hệ rất tốt, được phần nhân hòa địa lợi nhưng khuyết mất một phần là thiên thời, tức là luôn lỡ nhịp với vận may của mình. Vì thế họ giàu lên chỉ ở tuổi vãn niên, giàu bền bỉ nhờ vào tích lũy tiền tài về lâu dài. Họ có thể làm ăn buôn bán hoặc chỉ làm công ăn lương, nhưng tuyệt đối không được động tới kinh doanh phi pháp hoặc hàng cấm hoặc chạy đua theo trào lưu ăn sổi ở thị. Về thứ năm là với những ai mà sinh vào giờ Mùi, tức vào lúc 13 giờ đến 15 giờ. Về trong xem bói ngày sinh, với người mà sinh vào giờ này là có cuộc sống giàu sang. Đàn ông hay phụ nữ tuổi Tý sinh vào giờ này luôn tràn đầy sức sống, cơ thể tráng kiện, ít khi đổ bệnh, luôn có da rẻ mịn màng, tính tình hoạt bát, thoải mái vui tươi. Họ may mắn từ trong trứng nước làm việc, tuy là tiên trở hậu thành nhưng luôn có quý nhân phù trợ, bao giờ cũng thành công một cách xuất sắc. Vận may tài lộc của họ đến từ chỗ họ rất hào phóng với bạn bè, với người khác nên càng cho đi nhiều, họ càng nhận được nhiều hơn trong cuộc sống. Do là biết nắm bắt thời cơ đầu tư đúng đắn, lại được cả thiên thời địa lợi nhân hòa, nên những người sinh vào giờ Mùi rất dễ thành công từ khi còn trẻ tuổi. Về thứ sáu là đối với những ai mà sinh vào giờ Thân, tức là sinh vào lúc 15 giờ đến 17 giờ. Về trong xem bói giờ sinh thì giờ Thân là thời khắc mặt trời chuẩn bị xuống núi, hoàng hôn diễm lệ. Với người sinh vào giờ này thì đặc biệt là những người tuổi Mão hoặc người tuổi Mùi luôn có khả năng hút tài hút lộc một cách dồi dào, có duyên với chuyện tiền bạc và hay được lộc trời ban. Với họ thì không bao giờ có khái niệm thiếu tiền, tiêu hết khắc lại có, một khi đã đủ dùng nhiều năm thì giống như túi tiền thật xanh vậy. Chỉ cần họ quyết định đầu tư hay hùn vốn hay tự tay làm kinh doanh phát triển thì bất cứ một dự án nào, ắt hẳn dự án và công việc đó sẽ thành công một cách vang dội. Điều kiện để họ giữ vững được tài lộc ổn định dồi dào là phải biết từ thiện, công đức thật lòng, đúng theo nguyên tắc đó là lộc bất tận hưởng, quy luật trong cuộc sống. Qua những nội dung trên, nếu các bạn thấy hay, hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè hoặc đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất và nóng nhất của kênh chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ, bình an và hạnh phúc nhất.